Xin chào cả nhà thân yêu, hôm nay thì Gốm Nhật Toki lại tiếp tục gửi tới quý anh chị mình các sản phẩm gốm xứ Nhật Bản sưu tầm giao lưu. Và ở ngay sản phẩm đầu tiên Gốm Nhật Toki giới thiệu cho cả nhà, đó chính là một chiếc dĩa Shippozaki, tác giả mô tả một đóa lan hồ điệp nhé cả nhà. Chiếc dĩa này có đường kính lên tới đó chính là 30,5 cm nhé cả nhà. Và để tìm hiểu về quy trình cũng như là chế tác ra một sản phẩm Shippozaki kỳ công và mất thời gian như thế nào thì anh chị có thể tìm hiểu trên kênh Gốm Nhật Toki về phần Shippozaki nha. Còn giờ đây thì em sẽ quay sát cận cảnh chiếc dĩa Shippozaki này cho cả nhà cùng theo dõi. Đây, anh chị có thể chiêm ngưỡng vào cái bông hoa hồ điệp như thế này nha. Ở chiếc dĩa Shippozaki thì người nghệ nhân làm rất là cầu kỳ, từ phần cốt đến phần các đường nét và cuối cùng là đổ men lên trên. Ở chiếc dĩa này thì men là nổi nổi lên phía bên ngoài nha cả nhà. Và kèm vào đó đó chính là một truyện ký của chính tác giả. Đây là phía mặt đằng sau của chiếc dĩa vô cùng là sáng và bóng nha cả nhà. Những cái này người nghệ nhân đều làm cái cốt kim loại hết hoàn toàn nha cả nhà. Rồi đổ men lên trên rồi phủ bóng lên trên nữa cả nhà. Rất là đặc biệt và kỳ công. Ở ngay chiếc dĩa đầu tiên, chiếc dĩa Shippozaki thì Gốm Nhật Toki giao lưu với cả nhà thân yêu với mã đó chính là mã F50 nha, 3500 dùm em nha, F50. Ở sản phẩm tiếp theo thì em lại tiếp tục gửi tới quý anh chị mình một chiếc dĩa nữa nha. Đây là một chiếc dĩa với nghệ nhân vô cùng nổi tiếng của gốm xứ Nhật Bản, nghệ nhân Hayashi Kuro. Và nghệ nhân này nổi tiếng với cái truyện ký chế lựu mà lát nữa đây thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà. Đây là một chiếc dĩa được trang trí rất là cầu kỳ. Và đặc biệt hơn nữa là anh chị có thể thấy các khía trang trí ở trên chiếc dĩa này, chúng ta có thể tưởng tượng như là một bông cúc nhiều cánh của Nhật Bản, một biểu tượng của Nhật Bản. Và ngoài ra thì các khía này được đánh cong tròn nha, phần viền vàng phía bên ngoài. Với đường kính của chiếc dĩa này thì sẽ lên tới đó chính là cũng 30,5 cm luôn cả nhà. Đây anh chị có thể xem cận cảnh chiếc dĩa này. Trước tiên là các khía trang trí nha, với rất là nhiều màu sắc và vô cùng tinh tế luôn. Đúng là người nghệ nhân vô cùng tỉ mỉ. Bên phía bên trong thì vẽ men lam, còn phía bên ngoài thì chúng ta sẽ có viền vàng. Phía mặt đằng sau cũng trang trí tương tự như phía mặt đằng trước, với những cái nét hoa văn họa tiết tương tự. Đấy, như là những cái bông cúc đang nở nha. Mặt trước mặt sau đều trang trí. Và cuối cùng ở trung tâm là truyện ký hình quả lựu cũng như là bút ký tay của tác giả và tem nha cả nhà. Đây một chiếc dĩa rất là đẹp và độ mới còn cao nha cả nhà, nghệ nhân Hayashi Kuro. Ở chiếc dĩa này thì chế lựu em xin được phép giao lưu cho cả nhà mình với mã tiếp theo, đó chính là mã F51 nha, 4500K dùm em. Rồi em tiếp tục gửi tới quý anh chị các sản phẩm khác đây. Chiếc dĩa này xin được phép để tạm vào đây. Sản phẩm tiếp theo gửi tới anh chị mình đó chính là một chiếc bình hút lộc tụ tài. Một chiếc bình rất là xinh nha, một chiếc bình miệng trúng chím Kutani xưa. Với chiều cao của chiếc bình này sẽ lên tới đó chính là tầm là hơn 22 cm nha cả nhà. Và vòng bụng của chiếc dĩa này thì chúng ta sẽ có vòng bụng lên tới đó chính là bao nhiêu thì em cũng xin phép được đo luôn cho cả nhà nha. Vòng bụng lên tới đó chính là 49 cm. Em cũng sẽ quay cận cảnh cho cả nhà có thể chiêm ngưỡng. Đây, trước tiên là cái miệng hút lọc này, các đường nét ở trên đây đều vẽ tay hoàn toàn nha, vẽ vàng và vẽ men nổi lên nữa. Hoa văn xung quanh đó chính là bông hoa mẫu đơn và chú chim. Đây, rất là xinh đúng không cả nhà. Và đặc biệt mọi người có thể chú ý vào cái phần men ngà cũng như là độ men ngà tự nhiên theo thời gian của chiếc bình này. Và cuối cùng là phía phần chôn nha, trang trí chôn và truyện ký ở phía bên dưới. Một truyện ký rất là đặc biệt, truyện ký Kutani màu xanh nha, truyện ký Kutani xưa, giới thiệu cho cả nhà. Ở chiếc bình này thì em xin được phép giới thiệu cũng như là giao lưu cùng cả nhà với mã tiếp theo, đó chính là mã F52 nha, 3500K dùng em. Rồi F52 em xin được phép để vào một bên để nhường chỗ cho nhân vật tiếp sau. Đây cũng sẽ là một chiếc bình hoa, chiếc bình này cũng là thuộc dòng Kutani xưa, hoa văn na ná tương tự nhưng là cái dáng thì đặc biệt hơn nha cả nhà. Dáng ở đây là dáng tròn này với chiều cao lên tới đó chính là cũng khoảng 23 cm nha, 22-23 cm. Về phần vòng bụng của chiếc bình này thì em cũng sẽ báo tới quý anh chị luôn nha, vòng bụng là 73. Rồi đây mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng sát vào cận cảnh của chiếc bình này. Trước tiên chiếc bình này là dáng tròn, miệng tròn, viền sô cô la và ở phía chân miệng cũng có một cái đường diềm màu vàng nữa.
Và ngoài ra thì hoa văn họa tiết là hoa mậu đơn và chú chim nha, cũng hết sức đặc biệt. Và cái phần men ngà này cũng được ngà theo thời gian này, men đạn ngà nha cả nhà. Phần chôn, ở phần chôn là vẽ màu xanh, và cuối cùng là chuyện ký phía bên dưới, chuyện ký Kutani đỏ nha, bút ký của nghệ nhân ký thêm vào bên hông cả nhà. Ở chiếc bình Kutani xưa này, em xin được phép giao lưu với mã tiếp theo là mã F53 nha cả nhà. F53-3200K dùm em nha. Rồi, giờ đây thì chúng ta đến với các sản phẩm tiếp theo, các mã tiếp theo, để em đưa sản phẩm này gọn vào một bên hông này để quý vị có thể chiêm ngắm lại các sản phẩm này nha. F54, em xin được phép giới thiệu cho cả nhà một chiếc tô Kiyozaki thuộc dòng kim gốm sứ Kiyozaki Kyoto One. Và ở các sản phẩm Kiyozaki này thì anh chị cũng có thể tìm hiểu, anh chị mà chơi lâu rồi thì có thể rành về dòng này, còn nếu mà chưa rành thì anh chị có thể tìm hiểu trên kênh gốm Nhật Toki phần số 233 nói về Kiyozaki Kyoto One để tìm hiểu thêm nha cả nhà. Và ở phần hôm nay thì em xin được phép nói sơ qua và giới thiệu chủ yếu về các sản phẩm nha. Ở đây là có một tác phẩm là vẽ những cái bông hoa dây này, vô cùng xinh nha cả nhà, vẽ nổi hoàn toàn. Và đây là những tác phẩm mà người nghệ nhân sẽ vẽ tay hoàn toàn nha. Ở trong lòng tô thì cũng sẽ có hoa dây nha cả nhà. Đây, ở cái đậm đặc trưng của Kyo ấy là một cái phần là kêu người ta tráng men, nên là tráng men theo kiểu là hình tròn của chiếc tô nha. Anh chị có thể thấy những cái nước tráng men rất là đặc trưng. Ở phía bên ngoài cũng vậy, tạo thành những cái hình tròn 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 vậy nha, tạo thành cái hình tám cạnh này. Cái tô này có chuyện ký chìm bên dưới nha, bị men nó phủ lên, nhưng mà đây là chuyện ký chìm nha cả nhà. Chiếc tô này thì với đường kính sẽ lên tới, đó chính là đường kính lên tới là 18,5 và chiều cao lên tới là 7,5 cm nha. Ở chiếc tô 54 này thì em sẽ giao lưu cho cả nhà với mã là 1900K nha cả nhà, 54. Và chúng ta sẽ để gọn chiếc tô hoa dây Kyo hoa dây này để đến với một tác phẩm khác, mã 55 nha. Mã 55 thì em đặc biệt giới thiệu cho cả nhà mình, đó là một chiếc tô Kiyozaki với hoa văn họa tiết là hoa anh đào, hoa sakura. Ở chiếc tô hoa sakura này thì có cái điểm đặc trưng là như thế này, thì mời mọi người cùng chiêm ngưỡng nha, để em chỉnh máy để anh chị có thể nhìn toàn cảnh được chiếc tô này. Đây, ở trên một cái những cái cành hoa đào rất là xinh đúng không cả nhà, với màu hồng nở rộ chen lẫn với cái lá màu xanh mơn mởn, thì chúng ta còn có cái nền được vẽ vàng rất là đặc trưng. Và chiếc tô này thì được vẽ hoa anh đào theo kiểu là tứ diện nha cả nhà, bốn mặt của chiếc tô đều được vẽ hoa anh đào hết. Còn phía bên trong lòng tô thì vẽ những cái cánh hoa anh đào. Anh chị có thể tưởng tượng như là mình đang đi ở trong một cái hàng cây hoa đào, hoa anh đào, hoa sakura đang nở rộ, và những cái cánh hoa đào phấp phới bay nhẹ nhẹ trong gió nha, tốc độ chậm chậm nhẹ nhẹ thôi, trao qua trao lại nha. Thì đây, tác giả muốn biểu lộ cái tình cảnh đó nha, một cái tức cảnh sinh tình nó như vậy đó cả nhà. Đây, chuyện ký chìm ở bên dưới thì cả nhà cũng có thể chiêm ngưỡng nha. Ở chiếc tô này thì cái đường kính cũng tương tự xem với tô trước, đó chính là đường kính 18 và chiều cao là 8 cm nha cả nhà. Thì ở chiếc tô này với mã tiếp theo, đó chính là mã F55, em sẽ giao lưu cho cả nhà với mã là F55 nha, 3800K dùng em nha, 3800. Chúng ta sẽ có tiếp tục mã tiếp theo, đó chính là mã 56. Những chiếc tô này là toàn bộ là nghệ nhân vẽ tay toàn bộ nha cả nhà. F56, một chiếc tô này hết sức đặc biệt mà cũng như Toki có cơ hội sở hữu. Đây là một chiếc tô mà size to, tương đối là kiểu là size to như vậy thì cũng là hiếm nhất cả nhà. Với cái đường kính lên tới đó chính là 19,5 cm, còn đường chiều cao thì là 11 nha cả nhà. Ở đây là đang vẽ một cái bông hoa mẫu đơn này, ở bên ngoài là vẽ một bông hoa mẫu đơn, ở phía bên trong này thì vẽ một cái búp nụ nha, và kèm cành với lá luôn. Đây, phía bên trong lòng tô anh chị có thể chiêm ngưỡng, còn đây là phía bên ngoài vẽ một cái bông rất là lớn, và ngoài đây thì có một cái nụ nhỏ bên hông nữa nha cả nhà. Đây, những cái đường nét vẽ rất là đã, anh chị có thể thấy cái độ lai màu này, màu đỏ sang cái màu hồng hồng cam cam phấn phấn nhá. Và cuối cùng là phía bên dưới cùng với lại chuyện ký Kyo ở góc này nhá cả nhà. Thì ở chiếc tô mẫu đơn size to này thì em sẽ giao lưu với mã, đó chính là mã F56 nhá cả nhà. F56 đó chính là mã 4200K dùm em nha, F56 nha, những chiếc tô vô cùng đặc biệt. Và em xin được phép giới thiệu thêm hai sản phẩm Kiyozaki nữa để tóm gọn lại cái Kiyozaki này, để em dễ cho anh chị có thể có nhiều cái khía cạnh khác nhau của các sản phẩm Kiyozaki nha. Với mã tiếp theo,
đó chính là mã F57 nha. Em có một bộ bát úp này, một bộ bát úp nha, gọi là một chén phu thê, có thể có cái nắp đậy nữa cũng rất là đặc biệt. Đây em xin phép được chỉnh máy xuống. Đây là một chiếc chén với hoa là hoa cẩm tú cầu nha, hoa cẩm tú cầu này, rồi thêm chuyện ký chìm ở bên trong lòng nhá cả nhà. Đây là một cái bát cỡ cái bát cơm cả nhà, rất là đặc biệt đúng không? Với cái đường kính thì em cũng xin phép đo để các anh chị có thể dễ dàng hình dung này, 12,5 nha, bằng bát cơm nha cả nhà. Đây là hoa cẩm tú cầu, bên này là một bông cẩm tú cầu và bên còn lại là một bông cẩm tú cầu nữa. Ở trên cái phần nắp cũng sẽ vẽ một bông cẩm tú cầu nữa nha cả nhà. Đây, như anh chị có thể chiêm ngưỡng là một chén này, chén còn lại là vẽ hoa trà. Ở cái hoa trà này á, thì sẽ vẽ bên trong lòng như thế này và bên ngoài lòng là như thế này nha. Hoa trà cũng được vẽ xung quanh của chiếc bát cơm này luôn, và cuối cùng là phần nắp cũng vẽ một bông, một hai bông nữa, nụ nữa cả nhà. Đó, thì ở cái chén cơm phu thê, một chén là hoa cẩm tú cầu và một chén hoa trà, thì em sẽ giao lưu với mã, đó chính là mã F57 nha, 3200 dùm em nha, F57. Em xin được phép để tạm thời cái chén này qua một bên này thôi, và lát nữa thì chúng ta sẽ còn quay lại các sản phẩm này để nhìn lại một lần nữa cho anh chị dễ hình dung. Mã F57. Rồi, F58 thì sẵn tiện giao lưu chén cơm thì em cũng có một vài mẫu chén cơm giới thiệu và giao lưu với cùng với cả nhà nhá. Đây là bộ 5 chén cơm. Sở dĩ hôm nay em đưa bộ 5 chén cơm này lên bởi vì đây là những chén cơm cũng thuộc cùng dòng với lại chuyện quả lựu của nghệ nhân Hayashikuro như chiếc dĩa này. Và ở đây là những chén cơm nha. Đây là những cái chiếc chén nhỏ rất là xinh mà để ăn cơm luôn cả nhà. Trước tiên là về cái xung quanh của những chiếc chén này á, thì chúng ta sẽ có các đường vát cạnh nhá. Và mỗi cái đường vát cạnh thì được trang trí thêm một cái hoa văn nữa rất là đặc trưng. Ở phía bên dưới cũng vậy, với những cái đường nét tạo cái khía này này cả nhà, cái chôn nhá, rất là đẹp. Ở trước những chiếc chén này thì vẽ men lam bên trong lòng và trên viền. Đường kính là lên tới 11, hơn 11 nha, 11,5. Thì cái chén này thì sẽ dùng để anh chị ăn cơm nha. Và bộ chén cùng nghệ nhân này, cái này là sẽ là cùng cái chuyện ký và chữ ký luôn cả nhà, nhưng ở chỗ này thì người ta sẽ không thể vẽ quả lựu luôn được bởi vì cái đế này là đế người ta tạo khía như thế này nhá. Cái này là bộ 5 chén, anh chị có thể sưu tầm về trưng bày hoặc là nếu như mà mình có nhu cầu sử dụng thì cũng có thể dùng để ăn cơm nha. Đây là những cái bộ chén cao cấp mà rất là khó khăn để có nhật tố ký có thể sưu tầm được chọn bộ 5 cái như thế này. Thì mã này sẽ là mã F58 nhá cả nhà. 5 chén chuyện trái lựu, 5 chén nghệ nhân Hayashikuro là 4000k nhá cả nhà. Rồi, mã cuối cùng em xin được phép giới thiệu cho cả nhà, đó chính là bộ 5 chén cơm Kiyozaki. Thì em cũng sẽ đưa tới các sản phẩm chén cơm cho anh chị có thể có nhiều sự lựa chọn, mình có thể dùng để trang trí trưng bày cũng như là ăn cơm nha. Bộ này là bộ 5 chén cơm Kiyo hoa trà. Thì ở những chén hoa trà này chúng ta sẽ vẽ được hai bông hoa trà, đều vẽ tay toàn bộ hết cả nhà. Tất cả đều là vẽ tay toàn bộ hết. Bên dưới sẽ là chuyện ký nha, chuyện chìm nha cả nhà, cũng rất là đặc biệt. Rồi cái bên trong lòng này vô cùng sáng bóng nhá. Những chiếc chén này thì có cái đường kính và chiều cao em cũng sẽ giới thiệu cho cả nhà luôn nha. Chén này có đường kính là 13 và chiều cao thì là tầm 6 nhá cả nhà. Đây một chén rất là vừa tay, rất là xinh nữa cả nhà, vẽ tay hoa trà toàn bộ. Cái bộ chén này thì đây để em so sánh những cái bộ chén như thế này cho anh chị có thể chiêm ngưỡng nhá. Trước tiên là anh chị có thể nhìn thấy vào cái phần là chôn của chiếc tô này. Đây là một chiếc tô chô mà chôn sẽ là chôn bóng nhá. Tô này thì sẽ có đời là đời mới hơn cả nhà. Tiếp theo sau đó là anh chị có thể nhìn vào cái phần chôn của chiếc tô bên này. Em đã cố tình sắp xếp các thứ tự của các sản phẩm nha. Đây là chốt pha lẫn một chút cát thôi cả nhà, một chút cát và với chuyện ký cũng là chuyện ký Kiyo luôn. Rồi chúng ta sẽ tăng cấp độ lên nha. Cuối cùng là đến cái chôn này, là cái chôn mà nhiều cát hơn một tí xíu cả nhà. Anh chị có thể thấy nó nhận xét nha, anh chị có thể nhận xét cho em bình luận ở phía bên dưới nha. Những comment mà mang tính tích cực xây dựng nhá. Còn nếu mà anh chị mà comment những cái văn hóa mà không hợp văn hóa thì có thể là Facebook hoặc YouTube nó sẽ xóa cái comment của anh chị đi đấy. Còn tiếp theo này, cái cuối cùng này, anh chị có thấy những cái chén này ấy là pha cát nhiều hơn, cực kỳ nhiều hơn những sản phẩm cát là những cái chén này này. Đấy, anh chị có thể xem trong phần lòng này. Đó là cái sự phân biệt của những cái chén Kiyo mà nó đặc biệt khác nhau nha cả nhà. Và theo cái độ tuổi thì theo thời thì những cái
thời gian, mỗi tùy mỗi thời gian mỗi thời điểm thì sẽ thành ra những cái pha cát nhiều hay pha cát ít nhá cả nhà, những chiếc chén xưa hơn và những chén tân thời hơn. Còn cuối cùng ở đây là một cái cốt này vừa pha cát nhưng mà cái cốt này là cái cốt trắng nhá cả nhà. Đó, cái cốt kia là cái cốt màu nâu nâu, còn đây là chiếc cốt trắng này, cũng rất là đặc biệt. Và các sản phẩm này em giới thiệu cho cả nhà và cùng với giao lưu với cả nhà để làm sao có cả nhà có cái nhìn tầm quan nhất về riêng dòng Kiyosaki cũng như là các sản phẩm gốm sứ Nhật Bản sưu tầm, những sản phẩm mà nghệ nhân làm này, những sản phẩm làm tay thủ công này cả nhà, và những sản phẩm có giá trị để về lâu về dài để sưu tầm. Sẽ những cái sản phẩm này thì em cũng giới thiệu với cả nhà và cũng sẽ giao lưu, nhưng mà anh chị phải nhận định dùm em là những sản phẩm này á thì thường thường anh chị rất khó để tìm trong những cái hàng xô, hàng tấn hoặc là hàng công thang container rác thải loại về Việt Nam nha. Những cái sản phẩm đó đôi khi anh chị có thể tìm gặp một cái chén này, hai cái chén này, nhưng đôi khi nó bị sứt đầu, mẻ đuôi, mẻ chén hoặc lành lặn, thì anh chị mua được với giá vài trăm ngàn thì ok, đấy là điều may mắn, nhưng mà rất để khó để sưu tầm mà 5 bộ rồi hoàn toàn mới rồi, mặc dù là đồ xưa nhưng mà độ mới còn cao, rồi thêm nữa là nhiều cái lý do khác nữa. Thì anh chị có thể tùy mình theo sở thích, theo nhu cầu mình có thể lựa chọn. Thì gốm Nhật Toki vẫn là mong muốn được cùng anh chị giao lưu. Và nếu như mà anh chị có thể thương em thì có thể ủng hộ bằng nút like này, rồi ủng hộ bằng comment này, hoặc là theo dõi em mỗi ngày thôi là em đã cảm ơn anh chị rất là nhiều rồi. Và cũng là sự ủng hộ của anh chị cũng chính là sự động lực để cho gốm Nhật Toki có thể tiếp tục sưu tầm, giao lưu các sản phẩm khác để giới thiệu cùng với anh chị nhá. Và chắc là gốm Nhật Toki xin được phép kết lời tại đây, video tương đối dài rồi. Rất là cảm ơn anh chị nha. Anh chị có thể giao lưu qua số là 0901112334, anh chị kết bạn Zalo với gốm Nhật Toki nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và một lần nữa thì cho gốm Nhật Toki xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những sản phẩm tiếp theo của gốm Nhật Toki.